À đây. Xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Hãy cùng like, chia sẻ và đăng ký kênh Trung tâm Điện tử Hải Vương. Xin hân hạnh kính chào. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Hello các bác. Trời mưa suốt ngày luôn, không làm ăn gì được. Trời này chỉ có ra đồng bắt cá và tôm thôi, bắt cua nữa các bạn. Sáng nay em cũng ra đồng bắt được 2 con cá sộp rồi, 3 con cá sộp rồi. Ok. Chiều tối nay thì anh Phương này có một vài mã sản phẩm giới thiệu với tất cả các bác yêu audio trên toàn quốc. Cũng rất là cảm ơn tới tất cả các bác đã ủng hộ anh Phương trong ngày hôm nay. Cũng có khoảng độ 5 đôi loa đã được đóng gói lên đường với này một vài cục đẩy rồi vài thiết bị khác. Thì trong video ngày hôm nay bên Trung tâm Điện tử anh Phương sẽ giới thiệu các bác về 3 cái modem loa với 3 cái kích thước khác nhau, và để cho các bác có thể tiện lựa chọn. Các bác hãy nhìn một dàn siêu phẩm đang đứng trước mặt các bác đây ạ. Đều đến từ thương hiệu của JBL. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ cái cặp loa gọn gàng nhất, xinh xắn nhất ngày hôm nay. Đó chính là cặp loa JBL 212. Dòng loa bass 30, sử dụng một bass 30, một chấp kèn. Đến từ đất nước Mỹ, sản xuất tại Mỹ luôn các bác. Đấy, cặp loa này thì các bác thấy là thùng nó khá gọn. Đây là JBL 212. Các bác mua loa của anh Phương thì hầu như là các bác mua một lần thì lần sau các bác lại mua. Thì chắc là cũng có một cái duyên, gọi là trước đây là có cái duyên cái nợ gì đó, thì đến đợt này, kiếp này chúng ta mới gặp nhau. Cái thứ hai là chắc là hàng của anh Phương cũng sẽ có những cái đặc điểm giống với các yêu cầu của các bác. Đó là những cái dòng loa được tuyển chọn kỹ càng và được gọi là chăm chút, vệ sinh sạch sẽ để cho các bác vừa chơi vừa trưng bày. Đấy. Em thấy rằng loa nhà em thì không biết là hai thằng đệ nhà em suốt ngày lăn ra lau loa mới vệ sinh loa. Nó là loa bãi mà các bác. Vậy mà các bác mua thì các bác yên tâm rồi. Trong khi đó thì thấy rằng một số anh em khác thì hầu như là loa nhập về kho cái này bán luôn, thì chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ sạch đẹp được như loa này. Cái thứ hai là em được vệ sinh cũng như là được chọn kỹ càng từng đôi loa một. Bass 30 JBL. Đấy. Những dòng loa JBL thì đặc điểm của nó âm rất là sáng, rất là sạch tiếng. Nghe nó rót và nó tí tách. Nghe như kiểu nó cứ thì thầm vào tai. Đấy. Thì những cặp loa này các bác thấy rằng cứ ngồi nói chuyện gần nhau hoặc hát karaoke, chúng ta cảm thấy nó rất là mềm mại và rất là êm tai, mà không bao giờ cảm thấy chói, thấy sốc gì cả. Đấy là đặc điểm của loa JBL là như vậy. Cho nên tại sao mà những anh em chơi loa cao cấp thì thường tìm đến thương hiệu của JBL. Hiện nay thì cũng có một vài cái modem khác đến từ các thương hiệu khác, nhưng mà nếu để mà gọi là phổ thông, để mà chuẩn chỉ và phù hợp phục vụ được đại đa số khách hàng, thì JBL nó vẫn cứ là một trong những thương hiệu phục vụ chu đáo nhất, từ những anh em đầu tư thấp cho đến anh em đầu tư cao. Đấy. Bây giờ chúng ta quan sát ở đây có cặp 30, giá của cặp này nó rơi vào khoảng 12 triệu một cặp JBL 212. Sang bên này chúng ta sẽ có những cặp loa bass 40 đơn. Đó là cặp loa cũng đến từ thương hiệu JBL với mã là 115, JBL 115. Hàng thì các bác quan sát cái rốn nhũ hoa của em nó đỏ au này. Đấy. Đỏ au luôn. Sạch sẽ, thơm phức phực luôn các bác. JBL 115 bass 40 tép kèn titan. Con này thì ưu điểm của nó là thùng sâu, tiếng bass mềm mại, êm ái. Tiếng tép của nó nảy và đặc biệt là công suất của nó rất tốt, cho anh em chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, thậm chí không cần phải súp thì nó đã hay rồi các bạn.
Đấy. Đấy, mang ra. Đấy, đây là cặp loa 115. Thùng vách của nó rất đẹp các bạn. Xuất xứ thì em này được đến từ Mỹ các bạn. Đây là JBL 115. Hàng được tuyển chọn kỹ càng cho các bạn luôn. Thùng vách nó mướt mượt rồi các bạn. Cặp này hiện tại đang có giá 14 triệu. Và sang đây chúng ta có một cái modem nữa mà đôi loa full đôi. Những anh em nào mà phòng không gian rộng và thích quy lực, tiếng bass dày dặn, đánh cả tiếng súp luôn, thì chúng ta đầu tư sang cái cặp loa 115 này. Thì các bác nhớ cho em là với sản phẩm âm thanh hoặc là bất kỳ sản phẩm nào, chúng ta mua hàng là mua theo thời điểm. Đấy. Thì đa số các bác mua hàng loa hoặc là đẩy công suất hay thiết bị, chúng ta thấy mua gần Tết là bao giờ cũng đắt hơn. Đúng không? Đắt hơn không phải là chỉ 1, 2, 300 nghìn đâu. Nó có thể đắt lên 2 đến 5 triệu. 2, 3 đến 5 triệu các bác. Cho nên là nhiều bác là mua hay xem video mà cách đây nó lâu lâu rồi, cứ nói rằng cặp loa này nó là cân đầy tiền. Nhưng sao bây giờ nó lại cân đầy? Đấy. Có những bác chơi loa, ví dụ chơi sau nửa năm, một năm rồi, muốn nâng cấp, muốn thanh lý, thì các bác lại cứ nghĩ rằng là lại phải tính theo cái thời điểm các bác mua. Ví dụ như là mua đôi loa ngày xưa các bác mua tầm 30 triệu, nhưng đến thời điểm này thì bán ra nó mới có khoảng 27 triệu. Thì các bác mua loa, các bác lại cứ phải bảo là tôi phải bán tầm 28 triệu. Thì chắc chắn rằng cũng không ai có thể phục vụ được các bác. Bởi vì là như thế nó hơi ngược. Bây giờ bán ra thì lúc đó là giá trị của nó rất là cao. Thời điểm Tết nhập đắt thì giá thành nó sẽ đắt. Và thời điểm này nó đang chứng lại thì chúng ta mua hàng thời điểm này quá hợp lý luôn. Nó rẻ hơn tầm khoảng nó vài triệu. Các bác thấy là cái đấy có hợp lý không ạ? Theo các bác quan điểm có hợp lý không? Mua đắt bán đắt, mua rẻ bán rẻ, miễn là sao có công và mua theo thời điểm. Các bác mua tầm Tết 30 triệu, bây giờ thời điểm này bán ra mới có 27 triệu, các bác không thể bán ra được tầm 28 triệu cho bọn em được. Bởi vì tầm như thế nó không hợp lý. Đấy. Cho nên là ví dụ như chúng ta mua thời điểm nào thì tính thời điểm đó. Chơi cái gì, nhất là đồ này nó là đồ chơi. Chơi cái gì nó cũng có chi phí các bác. Chả cái gì mà chơi không được. Đấy là gọi là em gọi là trao đổi với các bác thôi. Để cho các bác hiểu là chơi loa này nó còn là hao phí rất là ít. Ví dụ như cũng đôi loa, ví dụ các bác mua đôi loa Trung Quốc, loa mới chẳng hạn, những cái thương hiệu mới bây giờ mới nổi ấy, nó là dòng loa mới đặt từ Trung Quốc về. Các bác mua mà chơi sau một năm nó phải mất đi tầm khoảng một nửa đến 2/3 giá trị của nó. Nhưng mà riêng đôi loa như thế này các bác vẫn có thể giữ được khoảng độ tầm 3/5 giá trị của nó, là 100%, kiểu gì phải được 3/5 cho đến tầm 2/3 giá trị của nó. Đấy. Thì cái đấy là các bác có chơi 5 tháng, 3 tháng hay 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm sau các bác vẫn giữ được giá đấy. Có những đôi loa thì càng ngày nó càng hiếm thì các bác bán nó còn có cả lãi nữa các bác. Nhiều đôi loa bán là lãi luôn đấy. Đấy, cho nên là chơi thì cái đấy thì em nghĩ rằng là các bác cũng nên cân đối để làm sao cho hợp lý. Chơi cái gì cũng thế, bọn em cũng không phải chỉ có bán hàng. Cũng có những thứ mà em mua về em chơi thì đương nhiên là mình rất là vui vẻ chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi thì là cái đấy thì nó rất là hài hòa. Còn những cái đôi loa này các bác cứ bóc ra, các bác bán cái lưới này các bác cũng bán được này. Nó giá trị lắm. Cái ốc nhỏ này thôi các bác bán vẫn có thể có người mua này. Từ cái phễu kèn rồi là cái chép, cái phân tần, cái thùng. Nhiều anh em có khi là rảnh là chúng ta tháo bán rời. Bán rời lãi nhiều lắm các bác. Hình dung là những anh em mà bán gọi là đồ nát ấy. Bán full này không được lãi nhiều bằng bán rời đâu các bác. Đấy, cho nên là những cái này là nó giá trị lắm. Bán từng cái chi tiết nhỏ của nó vẫn bán được. Nói như thế để các bác hiểu. Còn đâu những đôi loa mới thì đương nhiên là các bác bán thì ai mua các bác. Ai mua được rời như thế đâu. Về JB thì nó có thương hiệu rồi. Đấy là trao đổi một vài cái quan điểm để cho các bác chơi. Cặp loa này thì rất là đẹp. Cặp loa 125 JBL. Giá của cặp này thì nó cũng rất là rẻ thôi. Nó có dưới 19.500.000 đồng. 19.500.000 đồng các bác mua thì em thấy là nếu mà nói về B3 chẳng hạn, một thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà khi đứng gần em này thì chắc là cứ ngồi yên thôi. Bởi vì là những em này nó đỉnh cao hơn rất nhiều, từ cái thương hiệu mạnh của nó cho đến chất âm.
Mời các bác thử nghe nhé. Hiện tại em đang đánh một quả loa kép này với một quả loa đơn này. Các bác nghe thì tiếng nó dịu, nó mềm. Cho nên là tại sao anh Phương nói các bác nghe rất là rõ như thế, bởi vì cái tiếng nhạc này, nó cái giải của nó rất là mịn, nó rất là đều. Cho nên nó không bao giờ nó lấn át bất kỳ cái giải nào khác bên ngoài. Và nó mình thì tiếng của nó phát rất xa. Đây là một trong những cái công nghệ mà những giọng hát khác không thể có được. Nhiều bác cứ nói rằng tại sao cái dàn máy nhà mình nó lại hay hơn dàn máy nhà hàng xóm. Chính ra là do cái loa Mỹ các bác. Bởi vì cái loa Mỹ này thì càng nghe xa càng hay. Còn nhiều khi loa là có khi là chỉ cần ra khoảng độ 2-3 mét thì nó mất hết tiếng rồi đó. Nhưng mà riêng loa này thì càng đi xa càng hay. Như vậy là anh Phương đã giới thiệu các bác về 3 cặp loa Mỹ với thương hiệu của JBL rất là hợp lý. Bác nào đầu tư đôi nào thì alo cho em. Anh Phương sẽ nhận các cuộc điện thoại các bác qua số 0971998555. Hoặc là vừa rồi em có một cái số nữa được anh em khách hàng tặng, đó là số 0921 558 666. 0921 558 666. Đấy là gọi là số phụ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy like, chia sẻ, giới thiệu với anh em bạn bè của mình. Đồng thời là hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.